tập 3. Và đối diện là tiểu địa ngục Diều Gió Độc. Theo tên gọi thì là địa ngục, có nhiều nồi đồng nhỏ bày đầy khắp nơi. Nồi đồng bị lửa địa ngục hừng hực nấu sôi sục. Chúng tôi lại bị các quỷ tốt nhấc bổng lên ném vào nồi. Đó lại nhấc bộ xương lên. Vừa rời khỏi chỗ, thịt da đã liền lại y như cũ. Lại bị ném chút đầu xuống, rồi vớt lên, da thịt hồi phục. Lại bị ném chút đầu xuống nữa, lại vớt xương lên. Lại tiếp tục mãi, không bao giờ hết. Kinh khủng hơn là quỷ ở tiểu địa ngục Diều Gió Độc này bẩm sinh có vú sắc nhọn, cào rứt từng mảnh thịt da tội nhân ném vào nồi đun nát nhiệt, cho đến khi chỉ còn cung sinh. Khung xương nháy mắt lại mọc thịt da, lại bị cào xé đến lúc chỉ còn xương. Thịt da lại hồi phục, lần nữa lại tái diễn, không bao giờ chấm dứt. Đến tận lúc cổng địa ngục lại mở, mọi người ào ra, lần nữa rơi hết vào địa ngục mới. Lần này là tiểu địa ngục cối xay, có diện tích và thời gian hành tù giống ở các địa ngục trước. Chỉ khác cung cách hành hạ tội nhân có khác. Quỷ tốt chất tội nhân lên cối xay sát khổng lồ, bị lửa địa ngục thiêu đốt đỏ rực cả trong lẫn ngoài. Con quỷ quăng toàn bộ chúng tôi lên trên cối. Rồi đè tảng đá khổng lồ lên. Kế cho khối đá lớn áp trên cùng. Ép đến khi tất cả dẹp lép. Rồi tảng đá cứ xoay tròn như cối xay, nghiền nát tất cả.
máu như nước sông chảy qua một bên. Trên cối xay chỉ còn lại bột xương, khi còn gió thổi qua, bột xương lại hình thành thân xác mới. Để rồi có quỷ theo bốn cũ soạn lại, hành hạ khủng khiếp, tái đi tái lại, cảnh tượng thế thảm không bao giờ kết thúc. Cho tới một ngày, tất cả quỷ và dụng cụ hành hình trong địa ngục biến mất tâm mất tích. Cổng địa ngục mở ra lần nữa, mọi người lại ùa chạy. Lần này gặp tiểu địa ngục thùng đó, con quỷ cho những thùng đo nóng đỏ chụp lên thân chúng tôi, thiêu cháy chân tay, đau đớn không tả xiết. Cuối cùng chỉ còn lại ít xương. Cơn gió lạnh vừa thổi ngang, thịt da bọc lại. Khổ hình tiếp tục rồi lại hồi phục. Không ngớt như thế, đau đớn này nếu không trải qua sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Cứ như thế, trải qua 13 tỷ rưỡi năm cõi người, cổng địa ngục lại mở. Hình cù và quỷ tốt đều biến mất, đám người lại tháo chạy không quay lại. Thoát ra khỏi tiểu địa ngục thùng đó này, lại rơi vào địa ngục gà. Nơi đây không có những tên quỷ đáng sợ, chỉ có vô số gà sắt khổng lồ, từ gối trở lên nung đỏ rực, còn phát luồng nhiệt rất nóng. Chúng chạy lung tung giữa bầy người, kẻ nào bị da phải đều bị thương, bị phỏng. Dù chúng chạm nhẹ, chân tay, da thịt cũng cháy xém, khiến thân hình bị lửa bao bọc. Tiếng thịt cháy xèo xèo hòa vào tiếng gào thảm thiết. Cháy rừng rực đến tận khi trên đất chỉ còn lại bộ xương.
khi lửa tàn, gà sắt đứng yên. Cơn gió lành lành thổi ngang, bộ xương mọc đủ thịt da, lần nữa hồi sinh. Để rồi con gà sắt lại giẫm đạp, lại bén lửa, bị bốc cháy, kêu gào ngã gục, chỉ còn trơ xương. Thịt da bọc lại, cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp diễn không kết thúc. Ngày nào cũng bị hành hạ không dứt như thế, kêu gào không ngớt, kêu gào mãi, kêu gào mãi. Cho tới 13 tỷ rưỡi năm sau, gà sắt đột nhiên biến mất, cổng địa ngục lại mở. Bảy người lại điên cuồng lao ra. Thoát khỏi địa ngục gà, họ rơi vào địa ngục sông Tro. Đợi tất cả vào sông, nơi này chợt biến thành con sông lớn mênh mông. Nước Tro đủ dạng chảy xiết, tiếng ầm ầm tạo cảm giác rần rần. Dưới đáy sông gắn đầy gai sắt dài ngắn, hai bên bờ sông mọc đầy rừng cây bén như dao cạo. Trong rừng nhung nhúc lũ chó đen tái, nành ác dơ bẩn hôi hám, thè lưỡi đỏ như chờ đợi điều gì. Bên cạnh bọn chó còn có vô số quỷ. Cầm vũ khí kỳ quặc, nhìn lơm lơm xuống mặt sông. Hai bên bờ sông mọc đầy bụi cây nhỏ có tên là Samala. Thân cây chi chít gai dài nhọn quắc, bức độ bé mót tựa như vừa được mài xong. Đến đây rồi, tất cả chúng tôi rơi hết xuống con sông kinh dị khủng khiếp này. Mọi người giãy giụa bám leo lên, nhưng bị gai sắt dưới sông móc níu, khiến cho da thịt rách bươm, đau đớn vô cùng. Chịu đủ khổ sở lên được bờ, lại bị cái gai bên sông hành hạ, mãi mới leo lên nổi. Thì cành cây bé như dao cạo cứa rách thịt da, thân không còn chỗ nào lành lặn. Gã quỷ nhìn bộ dạng thảm thương của chúng tôi, cười mai mỉa.
Các người đến đây làm gì vậy? Có cần gì hay không? Cả bọn tranh nhau nói: Giờ chúng tôi đói lắm, phải tìm cho ra chút gì bỏ bụng. Con quỷ cười ha hả trả lời: Dễ ẹt, chỗ bọn này nhiều đồ ăn lắm. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị con quỷ đứng bên cạnh xô ngã lăn, ném lên tấm sắt đỏ rực gần đó. Nó là dùng kềm sắt banh miệng, nhét hòn sắt đun đỏ vào trong. Hòn sắt vừa lọt vào trong, khoang miệng đã cháy xèo xèo. Hòn sắt theo thực quản lăn xuống ruột, đến đâu cháy rực đến đó, thân bị cháy cực kỳ thê thảm. Lát sau lửa tắt, hòn sắt biến mất, chỉ còn trơ xương rải rác khắp rừng cây. Cơn gió lạnh thổi qua, bộ xương bọc lại thịt da. Tội nhân sống lại. Lại bị lũ chó to đen tái nanh ác lao đến cắn xé. Có con cắn đứt họng, có con quạp tay chân mông và bất kỳ chỗ nào trên thân. Chúng xé nát thịt da, lũ chó mồm ngậm đầy thịt người vẫn không ngớt gầm gừ tru dọa. Chỉ lát sau thân hình không còn chút thịt nào. Cung xương trắng hiếu và máu dương dãi khắp rừng cây. Cơn gió lạnh thổi qua, bộ xương của chúng tôi lại mọc đủ thịt da. Chúng tôi sống lại. Quỷ và chó lần nữa lao đến. Để trốn chúng tôi đành hoảng loạn chạy về phía sông Tro. Gai sắt của cây sa ba la lại đâm vào thân chúng tôi, khiến chúng tôi không động đậy được. Trong rừng cây, lũ chim sắt không biết từ đâu bay đến. Mổ chúng tôi bằng mỏ chim nhọn quắt, quét ngay một lỗ to trên sọ. Con chim khốn kiếp còn moi não tủy bên trong ra ăn sống. Đau đớn kinh khủng không thể nào chịu nổi. Bị chim ăn não xong, thân hình chúng tôi rơi xuống sông.
lại bị gai sắt móc dữ, rách bươm, không ít thịt da. Chúng tôi thấy tình hình không ổn, vội tìm đủ cách lên bờ. Tình cảnh thê thảm tái diễn, ngày tháng bị tra tấn hành hạ cứ thế trôi qua. Đến khi đủ 13 tỷ 5 rưỡi, trận gió lớn có tên là hòa hợp thổi ập đến. Những kẻ còn vùng vẫy dưới dòng sông bị gió thổi dạt lên bờ. Mọi thứ trong địa ngục đó lần nữa biến mất, cổng địa ngục lần nữa mở toang. Vừa ra khỏi địa ngục sông Tro lại gặp phải địa ngục giáng chặt. Quỷ ở địa ngục này nhấc chúng tôi lên, ném hết xuống tấm sắt nung đỏ. Rồi cầm búa cực lớn, xả chúng tôi thành từng mảnh nhỏ. Chặt xong gom lại một chỗ, cơn gió lạnh thổi qua, thịt da chúng tôi liền lại. Sau đó bị chặt, chặt xong liền lại, lại bị chặt từng mảnh. Cứ thế liên hồi tiếp diễn không ngừng nghỉ, lại trải qua 13 tỷ rưỡi năm. Lũ quỷ và cảnh tượng đó đều biến mất. Cửa địa ngục mở toang lần nữa, bầy người lại chạy ào ra. Vừa thoát khỏi địa ngục giáng chặt, do bị nghiệp lực dẫn dắt, lại rơi vào địa ngục trừng giặc. Nơi đây vô cùng kinh khiếp, có loại chim mỏ sắt không biết từ đâu bay đến, đậu trên vai chúng tôi. Dùng mỏ sắt quét mắt chúng tôi ra nuốt sống. Trên không trung chợt có mưa đau rơi xuống. Nhưng lưỡi đau đó chém nát thân chúng tôi. Nhưng thần thức chúng tôi vẫn cảm nhận rõ.
cái đau đớn từng lưỡi đau gây ra. Bị chém chặt xong, gió lạnh thổi qua, thân chúng tôi liền lại, lại bọc đủ thịt da, lại bị băm chén, lại hồi phục, lại mọc thịt da, cứ luân hồi vô hạn như thế. Đến khi đủ 13 tỷ rưỡi năm, mưa đào không rơi xuống nữa, chim mỏ sắt bay sạch, cánh cổng địa ngục mở ra, đám người lại nháo nhào chen nhau thoát khỏi địa ngục rừng đau. Lại chạm trán địa ngục sói chồn. Lũ chồn sói ở đây cực kỳ khủng khiếp. Thấy người là cắn, thấy thịt là ngoạm. Lũ chó hung ác nhe nanh há mõm, rứt sạch thịt trên thân chúng tôi, còn tru lên từng hồi kinh dị. Kể cũng lạ, sau khi thịt da bị ngoạm rứt sạch, giây lát sau đã mọc thịt da mới. Để lũ chồn sói tiếp tục cắn xé cho đến khi không còn một mẩu. Khi thịt mọc lại đủ, chúng lại cắn xé, tiếp diễn không ngừng. Dù mọc thịt da mới, bị cắn xé mãi vẫn hồi phục. Nhưng những đau đớn hành hạ chúng tôi không kể xiết. Cứ thế, 13 tỷ rưỡi năm trôi qua. Lũ chồn sói biến mất, cánh cổng địa ngục lại mở, đám người tranh nhau ùa ra thoát khỏi địa ngục chồn sói. Chẳng ai biết chẳng kế sẽ gặp những cực hình gì. Mọi người lại lo tìm mái nhà để trú ẩn. Thấy cổng tòa thành trước mặt đang mở, tôi cũng theo họ chạy ùa đến. Vừa vào bên trong, cổng thành đã lặng lẽ đóng chặt. Nhìn trên tường có ghi tên địa ngục bằng da, diện tích 10 triệu mét vuông. Còn đang băn khoăn không biết gió rét từ đâu ập tới. Gió thổi đến thân hình chúng tôi bị đóng băng ngay. Da thịt kinh mạch xương tủy đều gãy rác hết, rơi ra thành từng mảnh nhỏ,
gió rét ngừng thổi, các bánh dùng đã đông, các bánh tụ lại, thân hồi phục như cũ. Chỉ ít lâu gió rét ập tới, tất cả lại bị đóng băng, lại rã ra từng mảnh, rơi rải rác rồi tụ lại, lại nát dụng, lại phục hồi. Cứ thế, cứ thế, cứ như thế, tuyệt vọng và đau đớn thảm khốc thấu đến trời xanh. Bị hành hạ như vậy đủ 13 tỷ rưỡi năm. Thì gió rét giá lạnh mới dứt, cổng địa ngục mở toang. Người người lại chen nhau ùa ra, thoát khỏi chỗ quỷ cũng chê. Nơi đây chính là hoạt đại địa ngục. Đại địa ngục thứ nhất, không dễ so sánh sơ lược khổ sở nơi đây với 16 tiểu địa ngục khác. Đau đớn, hành hạ, dày dò, khó mà diễn tả. Nơi đây là đại địa ngục bậc nhất, cùng với 16 tiểu địa ngục khác. Đại địa ngục thứ hai có tên là Hắc Thần Đại Địa Ngục. Người ở đây thân hình rất cao lớn, cao hơn cả người ở Hoạt Đại Địa Ngục. Họ có tuổi thọ 20.000 năm. Một ngày nơi đây bằng 7.500 năm cõi người. Cứ 30 ngày làm một tháng, 12 tháng thành một năm, 20.000 tuổi so với cõi người thành 27 tỷ năm. Chu vi của đại địa ngục khác hẳn, cũng có 16 tiểu địa ngục với diện tích mỗi cái 10 triệu mét vuông dây xung quanh nó. Công năng và tên gọi của 16 tiểu địa ngục này cũng giống như ở Hoạt Đại Địa Ngục. Tên cũng chia ra là địa ngục Hắc Dân Sa, địa ngục Cân Nước Tiểu, địa ngục Ngũ Xoa, địa ngục đói, địa ngục khát, địa ngục máu mủ. Địa ngục một chỏ độc, địa ngục nhiều chỏ độc, địa ngục cối xay, địa ngục thùng đó, địa ngục gà, địa ngục sông tro, địa ngục dán chặt, địa ngục lưỡi đao, địa ngục chồn sọ và địa ngục giá bạc. Chỉ có điều thời gian hành tù dài hơn, đến tận 27 tỷ năm.
tại sao địa ngục này lại có tên gọi Hắc Thạch? Do tất cả chúng sinh trong đó vì ác báo tích lũy hiện tiền, nên trên không trung tự dưng xuất hiện vô số ước triệu sợi thừng cực lớn cháy rực. Giữa địa ngục hắc thẳng có khói mù dày đặc, thừng cháy đến độ nào đó sẽ đứt thành vô số sợi ngắn. Đuôi nhau rơi xuống thân thể chúng sinh trong địa ngục. Họ bị bắt lửa ngay, thịt da gân xương tủy cháy sạch. Còn có từng sắc, thấy người là trói nghiến, thấy thịt liền thiêu và liền đục thủng, đến tận tủy mới thôi. Thừng đen đến đâu, thân người bốc cháy dãy dùa đến đó. Tiếng kêu gào không ngớt, mùi xương thịt cháy khét, tạo thành cảnh tượng thê thảm chưa từng có. Bọn quỷ nơi đây lại dứt mọi người lên, ném hết xuống tấm sắt đỏ trực. Dùng xích sắt hung nóng đực, xắn thân người ra từng mảnh. Có kẻ bị tách làm đôi, người bị chia thành ba khúc, thậm chí bốn, năm mảnh, hoặc thành 100, 1000 mảnh nhỏ. Phần nào không sắn được thì dung búa chặt bừa, đến khi thịt xương lẫn lộn, máu me tung tóe. Có tên quỷ còn dùng xích sắt nóng đỏ và cưa sắt, cưa tội nhân ra thành từng mảnh, giống như thợ mộc cõi người dùng thừng và cưa cưa gỗ ra từng khúc đủ cỡ.
có con quỷ dung chuyển sắt, đống đỏ đập bừa, hoặc đưa cho tội nhân để họ tàn sát lẫn nhau. Toàn bộ quang cảnh là những thân người mất tay, cụt chân, phanh ruột. Những tội nhân bị hành hạ chịu đựng đến khi gần ngất đi thì tự nhiên thân hồi phục lại như cũ, rồi lại bị hành hạ thảm thương, cứ luân hồi như thế đến tận khi cổng địa ngục lại mở ra. Thời gian chịu tội ở Hắc Thành đại địa ngục chấm dứt thì 16 tiểu địa ngục cũng theo đó mở ra. Cực hình ở 16 tiểu địa ngục này cũng khá tương tự với 16 tiểu địa ngục thuộc hoạt đại địa ngục. Cho đến khi trải qua hết khổ nạn của đại địa ngục này cùng 16 tiểu địa ngục, Namo Amida Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô